Thank you.
Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả người thu thuế chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì khác thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha của anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cho mọi thành phần trong mọi thân, được hưởng niềm bình an tích cực, tiến hóa và một thành phần Thank you.
Yeah.